ở test thì các bác nghe lên là tiện, em cứ test clip đây, còn thu được vào bao nhiêu thì cứ các bác nghe có thể cảm nhận nhau nhá. Nhưng thực sự nghe thực tế cái tiếng xoay tổ ấy, thì bác gọi là các bác chưa nghe hết cho qua tai nghe thì bác thấy mắt thấy đây, những quả Phaeto được sản xuất tại Italia, Batneo cậu nhá. Đấy, Batneo. Đây dụng ở driver là bát nhập khẩu Ý nhá, bát nhập khẩu Ý. Đấy, còn cái thương hiệu là thương hiệu của Anh. Thương hiệu Studio Master này, hiệu Anh. Lâu lắm về hàng Moreland này mở đẹp như này. Tùa Thái ơi. Cho anh đoạn nhạc lên nào. Test tí thôi ông trẻ con xung quanh. Wow. Bác nghe chưa? Uy lực luôn nhá. Còn bác nghe thì tiếng rung là rung mái nhá. Rung mái nhà hình huynh đấy. Rung mái xung quanh đấy. Bác nhìn cái màn này kìa. Bác bảo nghe sợ rè rồi rè. Bác phủ hết tiếng không? Đánh rất chắc luôn. Đây mặt đằng trước này, mặt đằng trước dòng này nó đánh, nó thiết kế biết miêu tả làm sao nhỉ, nó thiết kế những dòng, bác nào chơi những dòng súp đẳng cấp như dòng Lexo LS600 thì cái dòng này thiết kế như kiểu vậy. Và phần nắp bên cạnh đây, dòng đánh hầm đánh phản tựa phản và tựa và lắp đây cái nắp đậy vào cho anh nào. Đây mặt đằng trước cũng nhá, mặt đằng trước này, rất đẹp luôn. Và nó cái thoát hơi ấy, nó sẽ thoát hơi ra phía sau, thoát hơi đây, thoát hơi vào đây và đây nhỉ, để những cái tán âm vào ra này, tán âm hai bên hông này. Đấy, hai bên hông. Đây khi cái tiếng súp của da nó rất là mềm. Và những quả súp này thì về trong nhìn rất là đẹp thôi nhá. Thì hàng em quay nó quay mộc đây thì những cái vết tua có thể nó chảy nhẹ một tí thôi. Này em chưa tuốt tát gì đâu. Và cái dòng này có hộp cắm loa nữa nhá. Có chơi đôi này chơi sân vườn này, chơi gia đình thì tuyệt vời. Xem là xem kiếm anh thức không. Và điều quan trọng nữa hôm nay em rất là tâm đắc dòng súp này, ngoài tiếng nó hay ra ấy. Nó đẹp, nó gọn và nó gấu. Nghĩa đáp ứng tất cả tiêu chí cho bác. Trước đây thì anh em có nhu cầu liên hệ sớm nhá. Mà số lượng có ít đo này. Một chiều sâu nhá, em đo chiều sâu này. 53. Chiều sâu của nó em nói lại từ lấy nét đã, điện thoại đã. 53 này. Rồi, bề ngang cho anh ấy. Bề ngang à, bề cao à? Bề cao năm mấy? 43. À bề cao là 43 thôi nhá. Bề cao 43 này, bề ngang ạ. À. Đây. Studio Master. Xúc tiền thương hiệu của Anh Quốc. 69. Gì? 69 gần 69. 69 nhá. Bác thấy gọn không? 40 thiết kế rất gọn như con LS600 vậy. Dòng súp Pro Master thương hiệu của Anh Quốc, súp driver là Bass Phaeto. Thì bác cùng Hiếu Minh review chia cùng em để tiến hành sau đây review chi tiết. Xanh phần hậu cũng sao vậy ạ? Đây cái con này nó để nghiêng hết rồi. Còn khéo. Phần hậu cũng sao vậy? Chiều này kho mỗi hai anh em làm được vậy. Hai anh em kho này, nhà em hiểu thì bây giờ nhà em mà 4 cửa hàng mấy kho bãi liền nên là em cứ tách ra thôi mỗi. Đấy. Made in PRC, cái dòng sản xuất nhà dòng thương hiệu Anh Quốc được sản xuất tại China các nhá, nội địa China. Đấy, Studio Master. Công suất hoạt động là cực đại của nó, power của nó max big là 2000. Đúng vậy, 90 dB, 7 dB. Đấy. Và ở 8 ohm, giải từ 35 đến 200 Hz các nhá. Model của nó là Vertun 15S các bác nhé. Các bác nhìn cái dòng chất này, cái gỗ nó rất đanh, gỗ bạch dương nhá, gỗ bạch dương ép chống nước, vứt ngoài mưa ngoài nắng ngoài trời thoải mái các bác nhá. Đây em về số lượng đây, lật cho anh cái đường bát lên nào, lật đây đẹp lắm đây, cái bên nhìn cái kẹp nó chất từ ngay với rất kẹp rồi này, kẹp rất là trắng thiết thế bác nhá, chất ngay từ phần đầu kẹp rồi. Lật nghiêng lên cho anh với. Wow. Đấy, rất đẹp vì nó bên trong hầm mà.
trong có ông bông tơ mút trứng. Nhìn lên, nó lên, nó lên. Ok, vì nó có ít nên em quay tất cả luôn, em lật hết lên. Ok. Ok ạ. Thành ơi bắt vào dần cho anh đi. Ok ạ. Rồi ok thấy không? Đấy. Quá đẹp luôn. Rồi ok. Rồi ok. Và quả cuối cùng nữa là quả em sẽ review chi tiết đây. Lật hết rồi. Bên trong sử dụng bông là bông mút trứng thôi nhá. Tiêu âm. Thùng gỗ ván ép, gỗ bạch dương, chống nước. Dây nó cũng dây rất là to này. Wow. Sụn củ dây của Đức à. Mày nhìn chưa? Dây này. Gapmaning Technology. Đấy. Dây của Đức nhá. Sụn dây của trắng bạc hết luôn nhá. Đầu kẹp này trắng bạc này, kẹp nhá. Đấy. Có hộp cắm chân này. Và cái điều cho dùng tiền thì anh em nghĩ là thời điểm này thời điểm hợp lý anh em chơi và sử dụng cho mình quả súp này. Điều nó mềm, sạch, chi tiết, đánh đau đầu. Và cái điều quan trọng là nó đáp ứng tất cả tiêu chí là đẹp này, gọn này, gấu này và giá thành hợp lý. Đấy. Súp của bát là của bát neo bi đúng nhá. Leo bi giữ cho anh cả thấy. Leo bi. Đấy. Rất gấu, neo nhưng bác nhìn cái neo ấy, trên trường có rất nhiều leo. Nhưng công nhận cái neo của Phai Tổ nó to, nó gấu, nó to như một cái bát thường vậy. Con này co 100 bác nhá, co 100, quả neo bi to này, cái găng tay của em này. Nó hết khoảng độ 17-19 phân, găng tay của em kiểu củ leo to khủng khiếp luôn. Bây giờ bác đi mua những cái bát rời trên trường một số hãng khác làm gì có củ leo này. Em hỏi làm gì có củ leo nó gấu này. Thì bây như là nó đẹp một phần hình thức đã, đấy. Sụng gông của nó gông đúc này, 1, 2, 4, 6, 8 gông đúc. Đấy. Phai Tổ đồ Made in Italia 15F56 công suất hoạt động 1400W nội trợ 8 ohm riêng của bát không cộng hưởng với cả thùng nó sẽ lên cao hơn nhé. Để đánh được quả súp này các bác chơi cho em con đẩy là tầm khoảng 800-1000W các bác nhé. Để đánh được con súp này để đánh con đẩy tầm 800-1000W và em lật lên cho anh để xem bên cạnh hông đây sẽ có một cái tem này, tem 7 màu của Phai Tổ này. Được chưa? Dùng cho bác kỹ luôn. Phai Tổ Pro của Ý luôn nhé, snooker. Bi của bi neo này, neo bi này, nhìn khối nhá. Màng của nó màng hơi biết thế nào nhỉ? Màng nó hơi bóng nhẹ, chống nước nhẹ, có nhá. Gân độ tẩm dầu 3 lớp, bát giác, có nhá. Bát giác, đánh zoom nhỏ này. Bát giác đấy. Và côn của nó côn nhện đen, có nhá. Côn nhện đen. Nhện đen, côn nhện đen đúng không nhá. Với tất cả hàng bãi bên Hiếu Minh bán đều bảo hành cho anh em 1 năm. Thì hôm nay trong clip này em Hiếu Minh review chi tiết đến lô súp cái này nó cực phẩm. Vì là lâu lắm rồi về súp 40. Súp 40 gần như là em cứ về bao nhiêu hết bấy nhiêu. Đến súp 50 Eric hay gì em cứ quay cái là 1-2 hôm lại hết. Nên là bản thân những quả súp 40 này cũng vậy. Hôm trước có cách đây khoảng 2 tháng em có về một lô. Nó được cũng 9-10 quả thôi hết rồi. Hôm trước rất nhiều bác hỏi và bảo hết hàng. Thì nay lại tiếp tục có hàng cho anh em chơi. Thì biết thì những người mua những lô súp này phải săn hàng. Có cái em chụp ngay. Đấy, những bác nào có mang tính chất siêu tầm, có súp đẹp này, chất lượng, giá thành hợp lý thì nhanh tay liên hệ đơn vị em nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt bác nhá.